Chào mừng quý phụ huynh và các con học sinh đến với trang lời giải hay.com. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các con học bài, luyện tập thuộc trang 78, sách giáo khoa toán 4. Đầu tiên đến với bài số 1, cô có đề bài đặt tính rồi tính. Vậy quan sát các phép tính ở đây. Cô có như sau. Để đặt tính rồi tính thì chúng ta phải đặt tính theo cột dọc, sau đó chia theo thứ tự từ trái sang phải. Vậy cô có lời giải như sau. Câu A. 67.494 chia 7. Cô có 67 chia 7 được 9. 9 nhân 7 bằng 63. 67 trừ 63 còn 4. Viết 4, hạ 4. 44 chia 7 được 6. 6 nhân 7 bằng 42. 44 trừ 42 còn 2. Viết 2, hạ 9. 29 chia 7 được 4. 4 nhân 7 bằng 28, 29 trừ 28 còn 1, viết 1, hạ 4. 14 chia 7 được 2. 2 nhân 7 bằng 14, 14 trừ 14 bằng 0, viết 0. Vậy cô được kết quả của phép chia này bằng 9.642. Tiếp theo cô có 42.789 chia 5. Cô có như sau. 42 chia 5 được 8. 8 nhân 5 bằng 40. 42 trừ 40 còn 2. Viết 2, hạ 7. 27 chia 5 được 5. 5 nhân 5 bằng 25. 27 trừ 25 còn 2. Viết 2, hạ 8. 28 chia 5 được 5. 5 nhân 5 bằng 25, 28 trừ 25 còn 3, viết 3, hạ 9. 39 chia 5 được 7. 7 nhân 5 bằng 35, 39 trừ 35 còn 4, viết 4. Vậy kết quả của phép tính này bằng 8.557 và dư 4. Tiếp theo, cô cùng các con chúng ta đến với câu B. Ở câu B, cô có đề bài 359.361 chia 9. Cô có như sau. 35 chia 9 được 3. 3 nhân 9 bằng 27. 35 trừ 27 được 8. Viết 8, hạ 9. 89 chia 9 được 9. 9 nhân 9 bằng 81. 89 trừ 81 còn 8. Viết 8, hạ 3. 83 chia 9 được 9. 9 nhân 9 bằng 81. 83 trừ 81 còn 2. Viết 2, hạ 6. 26 chia 9 được 2. 2 nhân 9 bằng 18. 26 trừ 18 còn 8. Viết 8, hạ 1. 81 chia 9 được 9. 9 nhân 9 bằng 81. 81 trừ 81 bằng 0.
Vậy 359.361 chia 9 bằng 39.929. Tiếp theo cô có 238.057 chia 8. Cô có như sau. 23 chia 8 được 2. 2 nhân 8 bằng 16. 23 trừ 16 còn 7. Viết 7 hạ 8. 78 chia 8 được 9. Viết 9. 9 nhân 8 bằng 72. 78 trừ 72 còn 6. Viết 6 hạ 0. 60 chia 8 được 7. 7 x 8 bằng 56, 60 trừ 56 được 4, viết 4 hạ 5. 45 chia 8 được 5. 5 x 8 bằng 40, 45 trừ 40 còn 5, viết 5 hạ 7. 57 chia 8 được 7. 7 x 8 bằng 56, 57 trừ 56 còn 1, viết 1. Vậy 238.057 chia 8 bằng 29.757 và dư 1. Vậy vừa rồi cô đã hướng dẫn các con làm xong bài số 1. Chúng ta cùng đến với bài số 2. Đến với bài số 2, cô có đề bài tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là A 42.506 và 18.472, B 137.895 và 85.287. Vậy để làm được bài này thì chúng ta phải áp dụng công thức tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số, đúng không nào? Số lớn thì sẽ bằng mở ngoặc tổng cộng hiệu đóng ngoặc tất cả chia 2, hoặc số bé thì sẽ bằng mở ngoặc tổng trừ hiệu đóng ngoặc tất cả chia 2. Vậy áp dụng công thức này, cô cùng các con chúng ta cùng đến với câu A. Người ta đã cho chúng ta tổng là 42.506 và hiệu là 18.472. Vậy từ đây chúng ta tìm được số bé là... Cô sẽ lấy tổng trừ cho hiệu 42.506 trừ 18.472, đóng ngoặc tất cả chia cho 2. Cô đặt tính và tính như sau. Cô có 6 trừ 2 bằng 4, viết 4. 10 trừ 7 bằng 3, viết 3 nhớ 1. 4 thêm 1 bằng 5. 5 trừ 5 bằng 0, viết 0. 12 trừ 8 bằng 4, viết 4 nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2. 4 trừ 2 bằng 2, viết 2. Vậy cô được kết quả bằng 24.034. Cô sẽ lấy kết quả này chia cho 2. Cô có 2 chia 2 được 1, viết 1. 1 x 2 bằng 2. 2 trừ 2 bằng 0, viết 0 hạ 4. 4 chia 2 bằng 2, viết 2. 2 x 2 bằng 4. 4 trừ 4 bằng 0, viết 0 hạ 0. 0 chia 2 bằng 0, viết 0 hạ 3. 3 chia 2 được 1, viết 1. 1 x 2 bằng 2.
3 trừ 2 còn 1, viết 1, hạ 4. 14 chia 2 được 7, viết 7. 7 nhân 2 bằng 14, 14 trừ 14 bằng 0, viết 0. Vậy cô được kết quả bằng 12.017. Từ đây chúng ta tìm được số lớn là 7 cộng 2 bằng 9, viết 9. 1 cộng 7 bằng 8, viết 8. 0 cộng 4 bằng 4, viết 4. 2 cộng 8 bằng 10, viết 0, nhớ 1. 1 cộng 1 bằng 2, thêm 1 bằng 3, viết 3. Vậy cô được số lớn bằng 30.489. Từ đây ta có đáp số. Số bé 12.017. Số lớn 30.489. Tiếp theo chúng ta đến với câu B. Câu B người ta đã cho chúng ta tổng là 137.895 và hiệu là 85.287. Vậy từ đây chúng ta sẽ tìm được số bé và số lớn là. Cô có số bé là tổng trừ cho hiệu. Đóng ngoặc tất cả chia 2. Cô có như sau. 15 trừ 7 được 8, viết 8, nhớ 1. 8 thêm 1 bằng 9, 9 trừ 9 bằng 0, viết 0. 8 trừ 2 bằng 6, viết 6. 7 trừ 5 còn 2, viết 2. 13 trừ 8 còn 5, viết 5, nhớ 1. 0 thêm 1 bằng 1, 1 trừ 1 bằng 0, viết 0. Vậy ở đây cô được 52.608. Cô chia cho 2. Cô có 5 chia 2 được 2, viết 2. 2 nhân 2 bằng 4, 5 trừ 4 còn 1, viết 1, hạ 2. 12 chia 2 được 6, viết 6. 6 nhân 2 bằng 12, 12 trừ 12 bằng 0, viết 0, hạ 6. 6 chia 2 được 3, viết 3. 3 nhân 2 bằng 6, 6 trừ 6 bằng 0, viết 0, hạ 0. 0 chia 2 bằng 0, viết 0, hạ 8. 8 chia 2 được 4, viết 4. 4 nhân 2 bằng 8, 8 trừ 8 bằng 0, viết 0. Vậy cô được kết quả bằng 26.304. Từ đây chúng ta tìm được số lớn là
được bằng 4 cộng 7 bằng 11. Cô viết 1, nhớ 1. 0 cộng 8 bằng 8 thêm 1 bằng 9, viết 9. 3 cộng 2 bằng 5, viết 5. 6 cộng 5 bằng 11, viết 1, nhớ 1. 2 cộng 8 bằng 10, thêm 1 bằng 11, viết 11. Vậy cô được kết quả bằng 111.591. Từ đây cô có đáp số số bé và số lớn. Vậy vừa rồi cô đã hướng dẫn các con làm xong bài số 2. Chúng ta cùng đến với bài số 3. Ở bài 3 cô có đề bài một chuyến xe lửa có 3 toa xe, mỗi toa chở 14.580 kg hàng và có 6 toa xe khác, mỗi toa chở 13.275 kg hàng. Hỏi trung bình mỗi toa xe chở bao nhiêu kg hàng? Vậy cô sẽ tóm tắt được đề bài như sau. 3 toa xe, mỗi toa chở 14.580 kg hàng. 6 toa xe, mỗi xe chở 13.275 kg. Hỏi trung bình mỗi toa xe chở được bao nhiêu kg? Vậy để làm được bài này, đầu tiên chúng ta phải tính tổng số toa xe chở hàng. Sau đó chúng ta tính số hàng do 3 toa xe chở. Ta lấy số hàng 1 toa chở nhân với 3. Tiếp theo, chúng ta tính số hàng do 6 toa xe chở. Ta sẽ lấy số hàng 1 toa xe chở được nhân với 6. Sau đó chúng ta sẽ tính tổng số hàng chuyến xe lửa đó chở được sẽ bằng số hàng do 3 toa xe chở được cộng với số hàng do 6 toa xe chở được. Tiếp theo chúng ta sẽ tính số hàng trung bình mỗi xe chở được. Ta sẽ lấy tổng số hàng chuyến xe lửa đó chở được chia cho tổng số toa xe chở hàng. Vậy cô có lời giải chi tiết như sau. Đầu tiên cô sẽ tính số toa xe chở hàng là 3 cộng 6 bằng 9 toa. Sau khi tính được số toa xe chở hàng, cô tính được số hàng do 3 toa chở là 14.580 kg. Cô nhân với 3 toa. Chúng ta sẽ nhân nhẩm như sau. 3 x 0 bằng 0, viết 0. 3 x 8 bằng 24, viết 4, nhớ 2. 3 x 5 bằng 15, thêm 2 bằng 17, viết 7, nhớ 1. 3 x 4 bằng 12, thêm 1 bằng 13, viết 3, nhớ 1. 3 x 1 bằng 3, thêm 1 bằng 4, viết 4. Vậy cô có kết quả bằng 43.740 kg. Tiếp theo chúng ta sẽ tính được số hàng do 6 toa khác chở là
Cô sẽ lấy 13.275 nhân 6. Chúng ta sẽ nhân nhẩm như sau. 6 nhân 5 bằng 30, viết 0 nhớ 3. 6 nhân 7 bằng 42, thêm 3 bằng 45, viết 5 nhớ 4. 6 nhân 2 bằng 12, thêm 4 bằng 16, viết 6 nhớ 1. 6 nhân 3 bằng 18, thêm 1 bằng 19, viết 9 nhớ 1. 6 nhân 1 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7. Vậy cô có kết quả bằng 79.650, đơn vị là kg. Tiếp theo cô sẽ tính được số hàng do 9 toa chở là. Cô sẽ lấy số hàng do 3 toa chở cộng với số hàng do 6 toa khác chở sẽ bằng. Bốn mươi ba nghìn bảy trăm bốn mươi cộng 79.650 sẽ bằng. Cô có 0 cộng 0 bằng 0, viết 0. 4 cộng 5 bằng 9, viết 9. 7 cộng 6 bằng 13, viết 3 nhớ 1. 3 cộng 9 bằng 12, thêm 1 bằng 13, viết 3 nhớ 1. 4 cộng 7 bằng 11, thêm 1 bằng 12, viết 12. Vậy cô có kết quả bằng 123.390. Đơn vị ở đây là kg. Sau đó cô sẽ tính được trung bình mỗi toa xe chở số hàng là. Cô sẽ lấy số hàng do 9 toa chở được chia cho 9. Tính được như sau. 12 chia 9 được 1. 1 nhân 9 bằng 9, 12 trừ 9 còn 3, viết 3 hạ 3. 33 chia 9 được 3. 3 nhân 9 bằng 27, 33 trừ 27 được 6, viết 6 hạ 3. 63 chia 9 được 7. 7 nhân 9 bằng 63, 63 trừ 63 bằng 0, viết 0 hạ 9. 9 chia 9 được 1. 1 nhân 9 bằng 9, 9 trừ 9 bằng 0, viết 0 hạ 0. 0 chia 9 được 0, viết 0. Vậy cô có kết quả bằng 13.710. Đơn vị ở đây là kg. Vậy cô có đáp số. Mười ba nghìn bảy trăm mười kg. Vậy vừa rồi cô đã hướng dẫn các con làm xong bài số 3. Chúng ta cùng đến với bài số 4. Ở bài số 4 cô có đề bài
tính bằng hai cách. A mở ngoặc 33.164 cộng 28.528 đóng ngoặc chia 4. B mở ngoặc 403.494 trừ 16.415 đóng ngoặc chia 7. Vậy để làm bằng hai cách, cô có sẽ thực hiện hai cách như sau. Cách 1, chúng ta sẽ thực hiện trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. Còn cách 2, chúng ta sẽ áp dụng cách chia một tổng hoặc một hiệu cho một số. Vậy bây giờ, cô cùng các con, chúng ta cùng đến phần bài tập. Cô có câu A. Vậy, cô có cách 1 như sau. Cô sẽ tính trong ngoặc trước. Cô sẽ thực hiện phép tính như sau. 4 cộng 8 bằng 12. Viết 2 nhớ 1. 6 cộng 2 bằng 8. Thêm 1 bằng 9. Viết 9. 1 cộng 5 bằng 6. Viết 6. 3 cộng 8 bằng 11. Viết 1 nhớ 1. 3 cộng 2 bằng 5. Thêm 1 bằng 6. Viết 6. Cô được kết quả trong ngoặc sẽ bằng 61.692. Cô chia cho 4. Chúng ta sẽ tính được bằng 6 chia 4 được 1. 1 nhân 4 bằng 4. 6 trừ 4 còn 2. Viết 2 hạ 1. 21 chia 4 được 5. 5 nhân 4 bằng 20. 21 trừ 20 còn 1. Viết 1 hạ 6. 16 chia 4 được 4. 4 nhân 4 bằng 16. 16 trừ 16 bằng 0. Viết 0 hạ 9. 9 chia 4 được 2. 2 nhân 4 bằng 8. 9 trừ 8 còn 1. Viết 1 hạ 2. 12 chia 4 được 3. 3 nhân 4 bằng 12. 12 trừ 12 còn 0. Viết 0 hết. Vậy cô được kết quả bằng 15.423. Tiếp theo cô có cách số 2 như sau. Ở cách số 2, cô sẽ dùng khai triển của cách chia một tổng cho một số để thực hiện. Cô có sẽ bằng 33.164 chia 4 cộng 28.528 chia 4. Chúng ta sẽ thực hiện như sau. Cô có 33 chia 4 được 8.
8 nhân 4 bằng 32. 33 trừ 32 được 1. Viết 1, hạ 1. 11 chia 4 được 2. 2 nhân 4 bằng 8. 11 trừ 8 còn 3. Viết 3, hạ 6. 36 chia 4 được 9. 9 nhân 4 bằng 36. 36 trừ 36 bằng 0. Viết 0, hạ 4. 4 chia 4 được 1. 1 nhân 4 bằng 4. 4 trừ 4 bằng 0. Viết 0. Vậy cô được kết quả sẽ bằng 8.291. Tiếp theo cô sẽ tính 28.528 chia 4 được bao nhiêu. Cô có như sau: 28 chia 4 được 7. 7 nhân 4 bằng 28. 28 trừ 28 bằng 0. Viết 0, hạ 5. 5 chia 4 được 1. 1 nhân 4 bằng 4. 5 trừ 4 còn 1. Viết 1, hạ 2. 12 chia 4 được 3. 3 nhân 4 bằng 12. 12 trừ 12 bằng 0. Viết 0, hạ 8. 8 chia 4 được 2. 2 nhân 4 bằng 8. 8 trừ 8 bằng 0. Viết 0. Vậy cô được kết quả bằng 7.132. Sau đó cô thực hiện phép tính cộng. Cô có kết quả bằng 1 cộng 2 bằng 3. Viết 3. 9 cộng 3 bằng 12. Viết 2 nhớ 1. 2 cộng 1 bằng 3. Thêm 1 bằng 4. Viết 4. 8 cộng 7 bằng 15. Viết 15. Vậy cô được kết quả bằng 15.423. Bằng với cách 1. Vậy chúng ta đã thực hiện đúng. Tiếp theo cô có câu B. Trừ 16.415. Đóng ngoặc chia 7. Cô có cách 1 như sau: 1. Đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện trong ngoặc trước. Cô có thực hiện phép trừ như sau: 4 không trừ được 5, lấy 14 trừ 5 được 9. Viết 9 nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2. 9 trừ 2 bằng 7. Viết 7. 4 trừ 4 bằng 0. Viết 0. 3 không trừ được 6, lấy 13 trừ 6 được 7. Viết 7 nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2. 10 trừ 2 được 8. Viết 8 nhớ 1. Ở đây là 0 thêm 1 bằng 1. 4 trừ 1 được 3. Viết 3. Vậy cô có kết quả bằng 387.079 chia cho 7. Chúng ta thực hiện phép chia như sau: 38 chia 7 được 5. 5 nhân 7 bằng 35. 38 trừ 35 còn 3. Viết 3, hạ 7. 37 chia 7 được 5. 5 nhân 7 bằng 35. 37 trừ 35 còn 2. Viết 2, hạ 0. 20 chia 7 được 2. 2 nhân 7 bằng 14.
20 trừ 14 còn 6, viết 6 hạ 7. 67 chia 7 được 9, viết 9. 9 nhân 7 bằng 63, 67 trừ 63 còn 4, viết 4 hạ 9. 49 chia 7 được 7, 7 nhân 7 bằng 49, 49 trừ 49 bằng 0, viết 0. Vậy cô được kết quả bằng 55.297. Vậy cô đã hoàn thiện cách 1. Tiếp theo cô có cách 2. Ở cách 2 này, cô sẽ áp dụng khai triển cho chia một hiệu cho một số. Cô có như sau. 403.494 chia 7 trừ 16.415 chia 7. Chúng ta sẽ tính được như sau. Cô có 40 chia 7 được 5, 5 nhân 7 bằng 35, 40 trừ 35 còn 5, viết 5 hạ 3. 53 chia 7 được 7, 7 nhân 7 bằng 49, 53 trừ 49 còn 4, viết 4 hạ 4. 44 chia 7 được 6, viết 6. 6 nhân 7 bằng 42, 44 trừ 42 còn 2, viết 2 hạ 9. 29 chia 7 được 4, 4 nhân 7 bằng 28, 29 trừ 28 còn 1, viết 1 hạ 4. 14 chia 7 được 2, 2 nhân 7 bằng 14, 14 trừ 14 bằng 0, viết 0. Vậy cô được kết quả bằng 57.642. Tiếp theo cô tính 16.415 chia 7. Cô có như sau. 16 chia 7 được 2, 2 nhân 7 bằng 14, 16 trừ 14 còn 2, viết 2 hạ 4. 24 chia 7 được 3, 3 nhân 7 bằng 21, 24 trừ 21 còn 3, viết 3 hạ 1. 31 chia 7 được 4, 4 nhân 7 bằng 28, 31 trừ 28 còn 3, viết 3 hạ 5. 35 chia 7 được 5, 5 nhân 7 bằng 35, 35 trừ 35 bằng 0, viết 0. Vậy cô được kết quả bằng 2.345. Tiếp theo cô thực hiện phép trừ như sau. 2 không trừ được 5, lấy 12 trừ 5 bằng 7, viết 7 nhớ 1. 4 thêm 1 bằng 5, 4 không trừ được 5, lấy 14 trừ 5 bằng 9, viết 9 nhớ 1. 3 thêm 1 bằng 4, 6 trừ 4 còn 2, viết 2. 7 trừ 2 còn 5,
viết 5 và 5 hạ 5. Vậy cô cũng được kết quả bằng 55.297. Vậy vừa rồi cô được hướng dẫn các con làm xong các bài 1, 2, 3, 4 của bài luyện tập thuộc thang 78 sách giáo khoa toán 4. Để xem thêm lời giải và các bài tập khác, các con hãy truy cập vào trang lời giải hay.com nhé. Chúc các con học tốt!